Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chuỗi video review các sản phẩm của Vinmark. Và ngày hôm nay đây tiếp tục là một model của máy phát điện. Thì mình sẽ lên cho các bạn một máy phát điện chạy dầu 6kW. Và các bạn nhìn thấy đây là thùng máy phát điện. Máy phát điện mang thương hiệu Power Robin, một nhãn hiệu nội địa Trung. Hàng trong tầm giá rất là bình ổn và máy sử dụng cực kỳ là bền. Sản phẩm này thì có model là BR7500S. Đây mọi người có thể nhìn thấy này, các thông số của máy này, dòng chạy dầu chống ồn. Đây là bảng hiển thị. Đây là nơi mà chúng ta sẽ cắm chìa khóa để đèn nổ. Đây là đèn sẽ báo dầu nhé. Và bên đây thì khi mà chúng ta khởi động máy, dùng máy thì ở đây sẽ hiển thị cho chúng ta về thời gian. Đây là hai cổng ra. Lưu ý giúp em là khi mà chạy roda thì mình sẽ ngắt cái phần công tắc này xuống. Còn khi mà mình sử dụng cần điện ra thì mình sẽ mở lên ạ. Không thì mình sẽ tắt xuống. Và đây là bộ phận mà mình sẽ sạc acquy. Đây là bên phía trong thùng động cơ. Mọi người nhìn giúp em, đầu tiên là về phần mút xốp này, cực kỳ là dày, hàng mút xốp rất là dày nhá. Động cơ này, phần nhớt bôi trơn này. Người lưu ý về động cơ thì 100% là dây đồng, nên là khi mà các bạn mua máy thì mọi người hoàn toàn yên tâm. Ở trong đây thì mình sẽ có phụ kiện tháo lắp. Có phụ kiện tháo lắp chìa khóa khởi động này. Lấy cho mọi người xem. Đây là chìa khóa khởi động nhé. Đây là hai đầu ra của điện. Mọi người lưu ý giúp em khi mà mọi người đấu dây điện vào đây, thì em cũng có làm một cái video riêng rồi, thì em sẽ giới thiệu lại cho mọi người này. Khi mà mình đấu dây thì mình sẽ đấu vào hai cái đầu mật dây màu vàng. Cái phần màu trắng này thì chúng ta sẽ để nguyên. Mọi người sẽ tháo ra, tháo cái phần này ra và mọi người đấu. Ngoài ra thì sẽ có kèm theo là sẽ có hai cái phần đầu núm để chúng ta đấu ắc quy ở đây. Mọi người lưu ý khi mà máy mới về nhà thì mọi người hãy lắp ắc quy giúp em, bởi vì bên em sẽ không lắp ắc quy trước để tránh cái trường hợp là hết bình ắc quy ạ. Bộ phụ kiện tháo lắp này, bộ phụ kiện này thì mình có thể sử dụng để tháo lắp ắc quy hoặc là các cái phần động cơ ở trong máy khi cần thiết ạ. Phần động cơ ở đây thì mọi người lưu ý giúp em, khi mà máy chúng ta khởi động thì chúng ta nhớ gạt cần để máy chạy. Đây phần run này, chúng ta gạt cần về phía bên phải. Khi mà chúng ta không sử dụng máy thì mọi người nhớ gạt lại, gạt cái cần màu đỏ lại về phía bên trái bằng cách là nhấn cái nút ở bên dưới này. Đây mọi người có một cái tờ hướng dẫn ở đây cho mọi người, nên là mọi người lưu ý là mọi người sẽ sử dụng được. Đây là vị trí mà chúng ta sẽ đổ nhớt. Mọi người lưu ý giúp em là mọi người sẽ sử dụng nhớt 4 thì ở đây. Sử dụng máy thì mọi người sẽ đổ 2/3 thăm nhớt giúp em ạ. Đây mọi người sẽ đo. Đây là cái phần thăm nhớt thì mọi người sẽ đổ 2/3 thăm nhớt. Mọi người lau khô đi và mọi người đo là được. 20 giờ đầu tiên thì mọi người thay hết nhớt cũ ra giúp em. Sau đó thì mình sẽ đổ nhớt mới vào. Thay nhớt cũ ra thì cực kỳ là đơn giản thôi. Mọi người chỉ cần tháo giúp em cái phần đây, cái phần ở bên dưới này, mọi người tháo cái chỗ này ra để mà mình thay nhớt nhé. Rồi. Và đây là hai cái phần dây mà mình sẽ đấu vào ắc quy này. Lưu ý là dây màu nào mình sẽ đi với núm màu đấy nhé. Ví dụ dây màu đỏ thì mọi người sẽ đấu với núm màu đỏ ở bên dưới này. Còn dây màu đen thì mình sẽ đấu với núm màu đen bên dưới này. Để dễ dàng hơn cho việc mà mình lắp ắc quy thì mọi người nhớ tháo chốt ra. Tháo chốt ra giúp em mà mình nhấc ắc quy ra. Mình lắp vào xong thì mình sẽ để lại. Máy phát điện này có công suất là 6kW. Trang bị phần bánh xe giúp việc di chuyển của chúng ta dễ dàng hơn nhé. Chúng ta có thể kéo qua kéo lại được. Và ở đây thì sẽ có phần móc để dành cho mọi người khi mà mọi người muốn để máy phát điện trên các tầng cao. Đây là phần bô xả này. Là khi mà mình khởi động máy lên thì lúc nào cũng khoảng 3 đến 4 giây đầu thì sẽ có khói đen ở phần ống bô này được xả ra. Đó là một nguyên lý cực kỳ là bình thường của máy phát điện. Cửa thông gió làm mát này. Thiết kế tay cầm đẩy này. Đây thì mình sẽ có bảng về thông số nhé. Công suất cực đại là 6kW này. Công suất liên tục là 5.5 này. Điện ra 230 này. Tần số là 50Hz. Và ở bên dưới này sẽ có một cái bảng hướng dẫn chúng ta về chu kỳ thay dầu thay nhớt định kỳ cho máy này, 20 giờ đầu tiên này, tiếp tới là 3 tháng hoặc là 50 giờ này, và tiếp theo là 6 tháng hoặc 100 giờ. Làm sao chúng ta có thể
biết rõ được về cái thời gian này thì mọi người nhớ lần đầu tiên em có giới thiệu cho mọi người ở bảng hiển thị sẽ có một cái phần bảng sẽ hiển thị được cho chúng ta phần giờ. Đây chính là bộ phận này đây, thì mọi người sẽ chú ý vào giờ ở đây để mà mình có thể kiểm tra và thay ngấp định kỳ. Bên trên này là phần thùng dầu, có phần lớp lưới lọc này để cho cái cặn sẽ không vào trong dầu bộ phận của máy. Đây là mắt dầu giúp chúng ta có thể quan sát được lượng dầu trong quá trình sử dụng còn nhiều hay còn ít, tùy vào nhu cầu của mình mà mình sẽ đổ nhiều hay đổ ít ạ. Với công suất là 6kg, mọi người hoàn toàn có thể sử dụng được các thiết bị trong gia đình như là điều hòa, tivi, tủ lạnh. Mọi người có thể sử dụng đến 3 chiếc điều hòa 18.000 BTU. Mình chỉ cần khởi động cách nhau 15 phút là sử dụng thoải mái ạ. Và ngoài ra thì sẽ có các thiết bị phát sáng, hồi cơm điện, máy giặt. Một chiếc máy phát điện 6kg dùng gia đình cực kỳ là thoải mái. Nên là nếu mà mình có nhu cầu mua máy hoặc tư vấn thêm về sản phẩm thì có thể liên hệ theo số hotline 024-3838-3456 hoặc là truy cập vào website máymocviet.vn. Cảm ơn mọi người đã xem video của em và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.